dạ yeah, em xin chào cô chính chị và các bạn thì bữa hôm kia có một anh hỏi em á là mua cái súng bu lông làm sao mà hiện giờ chọn cái mã nào cho ok nhất thì mình khuyên cô chính chị hiện giờ là nó nhiều mã xịn lắm như ví dụ như là makita nè de nè Milwaukee nè rồi uh, rít nè g nè rồi uh, những cái thương hiệu xịn thôi nha bạn Ryobi rồi nè xịn thôi nhưng mà thông dụng nhất á các bạn thông dụng nhất vẫn là hai cái anh em xài nhất là đề quơ và Milwaukee Milwaukee thì anh em xài nhiều hơn nhưng mà cái đề quơ này nè bây giờ cái giá thành đề quơ nó giảm mình thấy nhiều khi nó rẻ muốn ngàn với Trung Quốc luôn các bạn đó thì mình khuyên các bạn nên mà mua một cái hãng xịn á tại vì bây giờ cái hãng xịn với hãng Trung Quốc cái thằng này nó muốn gì muốn bằng với giá tiền của Trung Quốc tới luôn nó chỉ cao hơn chừng triệu thôi đó thì các bạn nên chọn cho mình một sản phẩm và thứ nhất là đề quơ nó sẽ có một cặp như thế này song kiếm như thế này nghĩa là vừa bắn dít vừa bắn bù lông nó các bạn đừng có ham là nó sẽ xài được cho nhau nha cái gì ra cái nấy tại vì cái vít này nè chủ yếu là bắn lọc gió và bắn đồ nhựa nó nhanh và nó cái lực búa nó không có để nó nó làm nó làm phá hư cái cái vít cái nhựa của mình nó làm tét nhựa của mình thì làm việc nó rất là nhanh thì uh, hiện giờ thì uh, thằng Milwaukee cũng có một cặp Makita không có mà cọc mà Makita thì giá thành nó đắt đỏ hơn các bạn đắt đỏ hơn nhưng mà cái cái hệ sinh thái sau này á mình thấy đề quơ đồ nó bây giờ hệ sinh thái nó nhiều các bạn mua thì một cục pin nè có thể là xài được máy cắt nè máy mài máy gì của đề quơ rất là rẻ bây giờ đề quơ rẻ lắm đó thì mình khuyên các bạn nếu chọn định hướng mình đi á thì mình chọn cái hãng điều quơ hoặc là Milwaukee đề quơ là màu vàng nhiều khi nó nhìn nó đuối đuối các bạn thì uh, bây giờ mình cũng chia sẻ cho bạn hiện giờ là cái công nghệ pin á công nghệ pin đối với những cái pin là nó chuyển gì là nó đang nó đang thay thế những cái pin mà giống như cái pin uh, 18650 á, pin tròn á, bây giờ nó xài cái pin giống như cái pin trong cái điện thoại các bạn gọi là pin tép á, pin pin mà chồng lớp lên nhau á, nghĩa là nó làm từng lớp từng lớp từng lớp nó chồng lên nhau, nó rất là nhỏ gọn các bạn. Các bạn thấy có hàng ngón tay của mình nè. Là cái công nghệ mới đối với Dewa là mình thấy cái cục pin của Dewa hiện giờ làm nhỏ nhất. Nhỏ các bạn thấy nhiều khi mình để hai ngón tay vô muốn bít luôn. Và cái sức nặng của nó nè, mình cho các bạn xem. Cái này cái clip hôm nay mình chia sẻ vui nha các bạn. Và mình sẽ cho các bạn một cái có 300 g thôi các bạn, cục pin nè, cục pin các bạn thấy nè. 300 g. Thì đây cũng là cục pin nó cũng cùng cùng cái là 20 V các bạn, 20 V hết nè, cái nào cũng 20 V hết. Đây, 20 V hết nè, một cái nè các bạn thấy nè. Một cái nè, một cái thì gần hơn nửa ký các bạn, 550 g. Đó thì cái bây giờ là công nghệ nó vậy các bạn nghĩa là công nghệ cái gì cũng công nghệ mỗi năm là mỗi đổi mới đổi mới các bạn thì theo cái công nghệ là hơi tốn tiền thì các bạn thấy này đây nè mình gắn vô thì đặc biệt các bạn hỏi mình xong biết máy xịn máy xịn mình mình thấy máy xịn lại nhiều chân một hai ba bốn chân nói chung là các bạn nhìn vô mà thấy hai chân là mình thấy mình nghi ngờ đó là máy trung quốc nha mà đó là cơ sở đầu tiên máy xịn nhiều chân lắm tại vì những cái chân để bảo vệ máy rồi nhiều lắm bảo vệ máy bảo vệ pin nó nhiều chân lắm các bạn thấy nè thì nó cũng vậy thôi nha bạn và mình sẽ gắn cục pin này vô nè nhỏ xíu luôn và nó rất là nhẹ bạn một cái máy như thế này nè là nó các bạn cầm trên tay nó có một ký tư thôi nè nếu các bạn gắn pin nhỏ nè một ký tư thôi nghĩa là nó không có mỗi tay cho các bạn còn gắn cái pin này thì nó cũng nhỏ nó gọn hết bạn thì các bạn hãy thay đổi suy nghĩ đi Nghe nhiều bạn không biết nói cái súng hơi nó mạnh súng pin không á súng hơi bây giờ gọi là em út của súng pin rồi đó. súng hơi bây giờ nếu súng hơi mà các bạn nói mạnh hơn là mình mình thấy mình không không đúng tại vì mỗi cái cái lực súng á nó có ghi thẳng như cây này không là 600 trăm những cây súng hơi các bạn đang xài mà những cây súng bổ thông nó khoảng tầm 500 trăm mấy Newton bốn trăm mấy Newton thôi thì cây này là sao cây này có chút xíu như thế này đã 610 trăm mười rồi nhưng mà các bạn hỏi mình là mua nên mua hàng nào. Nhưng mà nếu các bạn là thí dụ như không có mua nhiều súng á thì các bạn không nên mua những cây nhỏ như thế này. Dù là cái người bán người ta bao bao mở tất cả các ốc xe hơi đừng nghe người ta. Nghe cái người đã trải nghiệm qua rồi. Thật ra trong cái này là 610 Newton, đó là lý thuyết. Còn trong thực tế xe máy của bạn là lực xiết của nhà máy thì trên cái xe không có con nào qua 150 Newton hết nhưng mà mà các bạn phải phòng cái trường hợp là người ta dùng các cây súng lớn người ta bắn vô thì những các bạn mua những cái súng nhỏ như thế này là không có đủ tải đối với các bạn mua một cây nha các bạn nếu các bạn sửa gia đình thì các bạn lội những cây này ra thì đối với đề quơ thì cái cây tầm trung của nó thì các bạn lội ra các bạn mua một cây á thì các bạn chọn cho mình cái mã này các bạn chọn cho mình cái mã nè cũng rẻ thôi cái này là người ta ghi cái thân nha các bạn cái thân này là sắp tay nè dcf các bạn cẩn thận nha cái này là cái mẫu cũ đừng mua cái mẫu cũ cái mẫu cũ thì có bốn trăm mấy newton thôi còn cái mẫu mới bây giờ nó sẽ là một ngàn newton cây súng nhỏ xíu mà một newton thì các bạn xem cái cái dcf tám chín một body nha các bạn và các bạn mua là các bạn mua đầu phe đừng mua đầu bi tại vì mình cũng giải thích thêm ví dụ như cái đầu phe á, là đó là cái đầu đặc còn cái đầu bi người ta phải khoan chỗ này nè người ta bỏ những bi vô thì khi bắn những dao động nhiều khi xui xui nó tét cái đầu nè các bạn đó là cái kinh nghiệm xài súng bộ lông thì đối với súng thì các bạn nên xài đầu phe dù nó 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 nhìn thấy nó vô ấy là nó không ấy nhưng mà nó rất là chắc chắn nha bạn rồi tiếp tục thì các bạn mua cái đề qua thì các bạn mua cây tầm trung như thế này là đủ sở hữu hết xe tải luôn trong nhà của bạn đó ngàn newton nè có chút xíu thôi ngàn newton thì cái mã nó nè rồi máy pin sạc thì cộng vô thì cục sạc của nó là xài chung được cục sạc của nó nó có thể ngậm được luôn cái viên pin 12V thì đối với cái dít này nè cái dít này là cái mã này là buộc các bạn phải mua đúng cái mã này DCF601 là cây này khớp được nghĩa là mình sẽ chỉnh được từ cấp nặng nhẹ số một cái thì các bạn sẽ dịch lại nè nghĩa là các bạn sẽ tới đây nè các bạn vừa khoan được luôn thì nó dừng các bạn bóp nó chạy nhưng mà cái lực tới là nó dừng các bạn tăng lên thì các bạn dừng không nổi đâu nha thì nó tần số cấp số và cục pin này nó sạc chung một cái lỗ sạc của nó luôn rất là nhẹ thì cây này các bạn lỡ lọc gió thì rất là nhanh nè các bạn thấy trọng chưa tới một kg nha các bạn thấy nè chỉ có 900 g thôi nha 900 g đây nè rồi thì còn những cái mũi dứt dứt đó thì các bạn có thể chọn những cái mũi dứt thay thế thì mình cũng cho các bạn xem những cái mũi dứt thay thế như sao? thì nó ok đây mũi vít thì các bạn chọn xe nữa các bạn hàng nhái cũng dữ lắm hàng nhái cũng dữ lắm nha các bạn thì các bạn đây nè hàng nhái cũng cũng dữ lắm thì mình thì sẵn mình mua đồ mình nhờ mấy anh gửi cho mình vít luôn thì cái mũi vít dài như vậy nè là 50 000 ngàn ngắn thì có 30 000 ngàn gì đó thì các bạn thí dụ muốn đẹp thì mua đề quơ đề quơ thì chung đồng bộ đi còn mấy Milwaukee hoặc là Makita hoặc là Kintoni đó những thương hiệu xịn nói chung là bạn đừng để ý tới những cái thương hiệu kém kém tại vì cái mũi dít á các bạn kém các bạn mà dùng súng các bạn bắn là mau tè cái đầu này thì thường các bạn xài b 2 và b 3 đó các bạn gì nè các bạn vô cái lọc gió rất là đã nha bạn mà. mà tốc độ làm việc rất là nhanh ví dụ như một ngày các bạn có thể là không có bị mỏi tay hoặc là gì đó các bạn thay thế công việc của bạn rất là nhanh đó các bạn thấy đây là cái cặp sông kiếm thường thì mình nhà mình có nhiều súng nên mình chọn những cây súng nó vừa nặng thôi dù là thí dụ như xui xu mở không được ốc bánh xe á. nhưng mà đây làm nồi rất là chuẩn làm nồi hay làm gì nó rất là bài bản nha bạn nó rất là chuẩn thì công nghệ pin bây giờ một cái viên pin như vậy nó nhẹ nữa nè nhưng mà cái mới ra thì giá thành nó rất là cao nha bạn các bạn thấy hai viên pin nó khác hẳn mà pin này là sử dụng là pin giống như pin điện thoại mình pin chồng tép lên bạn mấy cái tép tép nhỏ 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 chồng chồng lên đó, công nghệ mới thì Milwaukee cũng ra rồi Milwaukee tới mấy triệu một viên, đó rồi những cái hãng khác cũng bắt đầu đua nhau ra rồi nhé bạn. rồi thì các bạn nên chọn như vậy thì có anh cũng hỏi mình thì chịu khó lên kênh đây mình chia sẻ kiến thức chọn bu lông. đừng ham chọn rẻ nha bạn, đừng ham mà chọn rẻ thì nó chọn rẻ rẻ mấy cái máy rẻ nó sẽ hao mau hư cò và chết mạnh rất là lệ. cái máy rẻ bây giờ thì nó sẽ lệch tiền so với máy xịn không nhiều nhất là đều là mấy tầng này rồi là có giảm giá sâu các bạn giảm giá hầu như máy cũ đổi lấy máy mới giống như cái chương trình của người ta thôi là đổi có rẻ lắm nói chung là giống như là bảo hòa mà như là ai cũng có máy móc hết rồi rất là bảo hòa hết rồi nên người ta buộc phải giống như hạ giá cực ngực sâu xuống thì người ta bán mới được thì càng ngày các bạn sẽ có lợi khi xài những cái máy pin mà đừng các bạn chọn cái hệ sinh thái chuẩn á ví dụ đề quơ là cái hệ sinh thái nó các bạn có thể mua máy mài máy cắt máy gì máy 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 thổi rồi máy hút rồi máy hút bụi máy kích bình rồi tùm lum hết máy kích xe hơi đủ thứ hết các bạn nó sẽ có một cái hệ sinh thái nó nó rộng hơn nó bao trùm hơn đối với những cái thương hiệu khác nha bạn mình thấy đề quơ là cái hệ sinh thái nó bây giờ rất là nhiều rồi hai cái thương hiệu đề quơ Milky là bên Mỹ là nổi tiếng lắm nha các bạn rồi mình xin cảm ơn các bạn